Vâng, em xin gửi lời mến chào các bác nhé. Vâng, trước màn hình nhỏ các bác và anh em đây tiếp tục giới thiệu đến các bác anh em một đôi loa bãi Mỹ JBL, cặp loa có cái mã là SF25. Với cấu hình loa này thì thiết kế hai bát 40 kép một tép kèn. Từ của bác được sử dụng từ 16 côn 63, cặp loa bên em bao đẹp, bao zin các bác nhé. Kích thước chiều cao của thùng là khoảng trên 1 mét. Trên 1 mét một chút, chiều ngang là khoảng trên 40-44, chiều sâu của thùng khoảng 42 cm. Tình trạng loa thì zin, zin toàn tập, 24 quả bát, 2 tép, phân tần thùng vách đẹp. Bên em cam kết là loa zin, cặp loa còn zin nguyên bản, bao zin bao đẹp cho các bác với một cặp loa bãi Mỹ. Cặp loa này thì được sản xuất tại Made in USA các bác nhé. Loa JB này. Đấy, mạng model của sản phẩm là SF25. Made in USA. Dòng loa JB SF25 tiếng bass của đánh rất sâu, mềm các bác nhá. Tép này nghe rất là lẩy này. Đấy. Đặc biệt tép của JB nghe rất là lẩy nhuyễn. Đấy. Các bác hát karaoke tiếng rất là lời, rất là bay nhá. Tiếng bass này đánh mềm này. Đấy. Tiếng bass của JB đánh rất mềm các bác nhá. Đấy. Và giá của cặp loa này bên em đang chào bán với mức giá là 20 triệu đồng. Đấy. Giá 20 triệu cho một cặp loa hai bát kép, bát 40. Từ 16 côn 63. Tình trạng loa zin nguyên bản. Đấy. Với giá 20 triệu thì rất là phù hợp với một cặp loa Mỹ. Đấy. Rồi ok các bác, anh em nào có nhu cầu một cặp loa bãi Mỹ JBL SF25. Hàng thì còn zin nguyên bản. Đấy, bao đẹp cho các bác và anh em. Đấy, và mọi nhu cầu mua sắm các bác anh em liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Ok, bây giờ em test thử các bác cảm nhận chất âm của cặp loa bãi Mỹ JB các bác nhé. SF25 giá 20 triệu, giá tại trung tâm. Các bác anh em nào có nhu cầu một cặp loa Mỹ này xin hãy liên hệ cho bên em.